me saranang warang e te na sat cho was che na ho tu me jaya mangalang u ta mang ge na wan de hang pa da pam su wa ru ta mang bo de yo kali to do so bo do kamatu tang ma mang swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vedita povinyuhiti nati me saranang anyang dhammo me saranang warang ete na satchokche na hotu me jaya mangalang Uta mange na wande hang Dhamman cha duvitang warang Dhamme yo kalito do so Dhammo kamatutang mamang Supatipano bhagavato Savaka sangho Ujupatipano bhagavato Savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani Atta purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayo pahunayo Dakkinayo Anjali Anjalikari nayo anuttarang punyaketang lokasati Nati me saranang anyang sango me saranang warang Etena satcha vachena hotu me jaya mangalang Uttamange na vandehang sangancha duvido tamang Sangeyo kalito doso Sangho kamatutang mamang Panda miche diyang sappang Sappatane supati titang Sari rikata tumaha bodhin Buddha rupang sakalang sada Wanda miche diyang sappang Sappathane supati titang Sari rikata tumaha bodhin Buddha rupang sakalang sada Wanda miche diyang sappang Sappathane supati titang Sari rikata tumaha bodhin Buddha rupang sakalang sada Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Oh, con kính đến lễ thầy kinh. Dạ, thầy vào lớp rồi. Con kính chào sư Thanh Tâm con. Dạ, sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông chưa vào. Vậy cho tụi con thọ trì tam quy và ngũ giới Phật sư nha. Dạ, xin phép sư. Dạ, sư có đó không? Có đó không sư? Ô dạ. Dạ, con kính mời sư ạ. Dạ, mô Phật. Giờ mình làm lễ tam quy ngũ giới tóm tắt nha. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutichambi buddhang saranang gacchami. Dutichambi dhammang saranang gacchami. Dutichambi sanghang saranang gacchami. Tati chambi buddhang saranang gacchami. Tati chambi dhammang saranang gacchami.
Tati cham bị sang găng xa ra năng gà mi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sang Gà. Dạ, dạ con kính đại diện đạo tràng, dạ thọ tam quy và ngũ giới. Dạ, xin đạo tràng cùng con đọc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang bana ti bata veramane sika padang samadhiyami adinna dana veramane sika padang samadhiyami kame sumicca cara veramane sika padang samadhiyami musa wada veramane sika padang samadhiyami Surame raja maca pamadathana veramane sika padang samadhiyami. Surame raja maca pamadathana veramane sika padang samadhiyami. Panati pata veramane sika padang samadhiyami. Adinna dana Vairamani sikha padang samadhiyami Kame sumikcha chara Vairamani sikha padang samadhiyami Musawada Vairamani sikha padang samadhiyami Surame rayamach chapama dathana Vairamani sikha padang samadhiyami. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Chúng con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani bancha sikha padani sadukang katwa apamadena nityakarang sambit samarakhi tapang silena sugatin janti silena poga sambada silena niputin janti tasma silang viso thaya. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các kế nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Dạ, mô Phật. Kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Rồi mời một vị lên sám hối Phật pháp tăng.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đàm Mà, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, con kính tri ân sư Thanh Tâm đã đại diện chư tăng truyền tâm quy và nguyên giới cho chúng con. Dạ, kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Uttamange na vandeham padapam suvarutamang buddheyo kalito doso buddho kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vandeham dhammam caturvidham varam dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Pháp Bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Pháp Bảo, cúi xin Pháp Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Uttamange na vandeham sanggan caturvido tamang sanggeyo kalito doso sanggo kamatutang mamang. Chúng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc Tăng Bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà chúng con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho chúng con. Dạ. Và một lần nữa, chúng con kính trân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ. Kính mời sư chúc phúc cho chúng con trước khi chúng con vào lớp học ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đàm Mà, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, chắc sư Thanh Tâm bận rồi. Dạ, chị Mỹ mời chị Nguyên Như nha. Dạ, chào chị. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Đàm Mà Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính chào thầy kinh. Dạ, Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con thấy bây giờ là Pháp Sư đã vào trong lớp rồi. Bây giờ là 9 giờ 18 phút. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahma Chaloka Thipati Sahampati Katan Chali An Thiwarang Ayajatha Santi Thasantam Parajang Khajatika Đề sĩ tu thầm măng, anu cầm bi măng ba chăng. Săn thầm ma phê rinh, quỷ nhà danh cha ca dân. Sùa tân cha bành thân, a phi thầm ma chăm măng. A cô ta danh tu cha tu san cha đăng đăng ba bồ tha nầy ye pa ri sa ya man che e vang sa ham ba ti brahma
Bhagavantam Ajahnata Tuân hi phà quê nà tăng bố thô Cà ruôn nhê na thi quá xa gia Tân hà vua tha gia ba đê na Mi ga đa văn ta tô ga tô Bần cha quang gia đa vô nây dê A măng ba dê si thăm ma tô Ta tô ba phu ti sâm bùa thô A nu na thăm ma đê sa năng Ma kha quá sa ni đê sê si san ta nang an tha sin tha căng te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de sa nang sam ba di tha pa ri sa ya anu kam bam bi ka ta we nak mô bức tha giá nak mô tham ma giá nak mô sang kha giá Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy Kinh Milanda có thể đăng đàn để cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ con xin dâng mic cho thầy ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bà, Nam mô Sang Khaya. Dạ kính lễ chư tôn đức tăng trong room. Dạ thân chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài cảnh. Thì rồi học tới cảnh ngủ ha, tới cảnh ngủ là hết ha. Đúng không? Học tới cảnh ngủ thôi phải không quý vị? Rồi cảnh ngủ, ok. Rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang sama sambutho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Maganuttamang Aphiwa Niyapasisang Aphithammat Pasangahang. Con xin thành kính đảnh lễ đến toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khaya Giá. Kính lễ sư Thành Tâm, sư Quân Thông cùng tất cả quý vị trong room chào chúc tất cả một ngày an lành ha. Hôm nay tin tức cho biết là COVID-19 Mỹ lên tới 190.000 người rồi, lên 190.000 hơn rồi, khủng khiếp. Và có được nhận có một cái tin nữa là thông báo là nếu mà cái tình trạng nước Mỹ cứ như vậy hoài đó quý vị, thì khả năng là tới đầu tháng năm giêng năm sau lên tới 400.000 người, 410.000 người khủng khiếp. Nên nước Mỹ mình chắc sắp tiêu rồi. Cầu mong cho chư thiên tứ đại thiên dương hộ trì cho trái đất mình được bình an hạnh phúc, để tất cả chúng ta còn có được sự an lành hạnh phúc để học được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đó là vấn đề không tình bạn. Rồi, bắt đầu chương trình. Đúng rồi, mong sẽ có thuốc, không biết có không. Tại đây sụp mà trẻ nó có. Rồi, bắt đầu bước vào phần đầu tiên. Phần thứ nhất là đọc về Bali. Xin mời Châu Nguyễn Watch bài và mời tất cả quý vị cùng nhau quan hệ là đọc ha. Thank you.
Dạ, mô Phật, một lần nữa con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Thầy Kinh và kính chào quý cô. Sư xin đọc bài trước ạ. Alambana Sanggaho, tóm yếu về đối tượng, cảnh đoạn ba, Dvara Vimutta Mancha Bana Bati Santi Bhavata Chuti Sankhata Nang Chap Vithang Vyatha Sambhavang Ye U Che Na Bhavan Tare Chat Dvara Ga Vithang Bách Chuk Banang Ati Tăng Banh Nhá Cô tăng và cầm mạng cầm mà ní mi tăng gã thi mình ta gã à xăm ma tăng a lầm ba nằm hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kế trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của một trạng thái tái sanh. Tê su chát khu huynh nhà nè đi ni giác kha ca năng giác kha ca măng pa a ru pa đi lê ca lâm ba na về na ma no tha tu ti khăn ba na ru pa đi pan cha lâm ba năng se sa ni ca ma va cha ra vi pa ca ni ha sa na Chittan Chati Sapatha Pi Kama Vajra Lampana Vena. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc thân, như sắc hay thân hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếng sinh tâm, có những đối tượng hoàn toàn phụ thuộc giới. Rồi, sư nghĩ sư đọc xong rồi, mời sư Nguyên Thông nha. Rồi, kính chúc quý vị được an vui. Dạ, con xin được phép đọc. Dạ. Alambana Sanggaho, tóm yếu về đối tượng cảnh đoạn 3. Dvara Vimutta Mancha Bana Pati Santi Bhavaggacchuti Sankhata Mancha Bitham Iyatha Sambhavang Ye Phiyena Bhavantare Chat Dvara Gahitam Bác chúc bà năng a ti tăng bà nát ti phụ tăng và cầm măng cầm mơ đi mít tăng gà ti nít mít ta sơ sâm mát tăng a lâm bà năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê suy chắc khu viên nhà na đi nít giá thác ca măng ru pa di ê kê ca lâm ba na mê ba na nê ba ba đô tha tu tít căn ba na ru
đi palam ba cha ra vi pa ca ni ha sa ni chi tăng cha chi sap ba tha biết ca ma ba cha ra lam ba na ne ba. Trong những loại tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm lý ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại, và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn dục giới. Dạ con đọc xong thì xin mọi người kể. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, và con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào thầy kinh và đại tròn, và con xin trả lời. A Lâm Ba Na Sang Ga Hồ thoát yếu về đối tượng cảnh đoạn ba. Đà Ra Quý Bụt Ta Nhàn Cha Ba Na Ba Ti San Thi Pha Hoành Thi pha hoành đa chút ti sàn cha ta năng chấp bi thầm bi gia thà sầm pha hoành dê phiêu dê na pha hoành ta rề cha đòa ra gia ti tăng hi tăng bách chút bành năng a ti tăng gia ti ni mít ta sầm ma tăng a lầm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh hộ kiếp và tử bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc những khái niệm chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc là biểu tượng của trạng thái sanh. Tê su chắc khu quỳnh nhà nà đi ní giá thác ca măng rù bà đi ê kê ca lầm ba nà nề quá ma nồ ta tút tiết căng ba rù bà đi bà ca lầm ba nằng Sê sa ni ca ma vất ráp quý bà ca ni ha sa na chích tành cha ti sát ba thà bí sa ca ma vất cha ra lầm ba na nề quá. Trong những loài tâm này, nhãn thức tùy trường hợp có những đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hay hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm lý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp. Alo, dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong lớp học. Dạ, con xin đọc bài ạ. À làm ba na sàng ga hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 3. Đòa ra quy mút. Tà nành cha ba na ba ti sẵn thi pha hoàng gà chú ti sẵn khà tà nặng chấp bi thầm bi gia thà sầm pha hoàng dề phì dề na pha hoàng ta rề cha đòa ra ga hi tàng bách chúc bàn nặng a tì tàng bành nhất ti phù tàng hòa cầm mặng cầm ma ni mít tàng ra ti ni mít ta sầm ma tằng à làm ba nằng hồ tích
Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu quyền nhà nà đi ni gia thắc ca mằng rù bà đi ề kề cà làm ba nà nề quá. Ma nô thà tu ti càng ba na rù bà đi bành trà làm ba nặng. Sề xà ni ca mà qua cha ra quý bà cà ni ha sa na chi tành trà ti sắp thà biết cà mà. Quá cha rà làm ba nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc. Những tâm quả thuộc dục giới tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con đã đọc xong ạ, con xin xuống mic. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Xin mời vị kế tiếp. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Gà Giá. Con kính lời Phật Bảo, con kính lời Pháp Bảo, con kính lời Tăng Bảo. Dạ, con kính lãnh lễ quý sư, con kính lời đạo tràng. Kính chào thầy Ken. Dạ, con xin trả bài. Alambana Sangaho, toát yếu về đối tượng, cảnh. Đoạn 3. Dwaravimutta nang chapana patisang dipawanga kutisangkhata nang chapi dhampi yatha sampawan ye put ye na pawantare chatua rayahitang pachupanyang atitang panyat panyat tiputang wa khang mang khang mani mitang gatini mitta sam matang alambanang ho ti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc cú huỳnh nhà nà đi ni yat thà yat thắc ca nằng rù bà đi ê kề kà lâm ba nà nè quá. Mà nô đòa, sorry, mà nô đà tút đi khẳng ba nà rù bà đi bàn chà lâm ba nằng xê xà ni khà mà vá chà ra vi bà ca ni ha sa na chit tan cha ti sap pa tha pi kha ma vacha ra lam pa na ne wa. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay hình, xin lỗi, như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ. Yeah. Con xin cảm ơn trong Nguyễn Đa Phúc Spotify. Dạ. Yeah. Con xin xuống mic mời Nguyễn Như. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con xin đọc bài ạ.
Lambana Sangaho, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 3. Đoà ra quý mút tà nành chá bá ná bá tí sẵn thí phá hoàng gá chú tí sẵn khà tà nành chắc bí thằng bí gá thà sầm phá hoàng dề phùy dề ná phá hoàng tá rề chá đoà ra gá hí tăng bách chúc bành nặng á tì tăng bành nhất tí phù tăng hòa cầm mằng cầm má ní mít tăng gá tí ní mít tá sầm má tăng à lầm bá nặng hồ tí. Đối với các loại tâm, không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề chắc khú huỳnh nhà nà đi ní giáp thắt cà nằng mằng rù bà đi ê kề cà lầm bá nà nề quá má nồ thà tức tí cằn bá ná rù bà đi bành trà lầm bá nằng xề xà ní cá mà quá chá rá quỳ bà cà ní hát xá ná chích tành trà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá rà lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân, nhưng ba thành phần tâm, ý giới có năm đối tượng như hình sắc, vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con đã đọc xong, con xin kính nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng và cho con biết tín hiệu. Cảm ơn Châu Nguyễn. À lầm bá ná sằng cá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 3. Đòa ra quý mút tà nành, cha bá ná bá tí sàn, thi phá hoàn cá chú tí sàn khà tà nằng, cha bí thần, bí giá thà sầm phá hoàn, dề, phu dề, ná phá hoàn chú rề cha đòa gá há hít tầng bắt chấp bành a tì tầng bành nhát tí phù tầng hòa cầm mằng cầm ma ni mít tầng gá tí ni mít ta sầm ma tầng à lầm ba nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, nhưng tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong 6 đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn, các đối tượng này được bám vào xuyên qua 6 căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm chúng được coi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huynh nhà nà đi ni yát thắc ca mằng rù bà đi ê kê ca lầm ba nà nê qua năm nô thà tuốt chi căng ba na ru ba di pan cha lam ba nang
se sa nikamma vacara vibhaka nihasana cittan cha tisappatha pikama vacara lambana neva. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con kính cảm ơn thầy kinh và còn toàn thể đọc tràng. Con xin xuống mắt ạ. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ con Như Quân, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con kính chào thầy kinh cùng toàn thể đạo tràng. À, con xin đọc bài ạ. Làm ba na sang ga hồ toát y về đối tượng cảnh đoạn ba. Đoà ra quy mút tà nành cha pa na pa ti sẵn thi pha quần gốc chú ti sẵn khà tà nành cha bi thầm bi gia thà sầm pha quần dê phì dê na pha quần ta rê cha đoà ra gá hi tăng phát trước phần nằm a ti tăng phần nhát tí phù tăng và cầm măng cầm má ni mít tăng ga ti ni mít ta sam mắt tăng a làm ba đằng hồ tiết. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huynh nhà, nà đi ni yát thắc ca măng, ru pa đi e kê ca lâm ba nà nê, qua mát đồ thà tút ti căng, ba nà rupa di pancha lam banang se sa ni kama vachara vipaka ni hasana chittan cha tisappatha pikama vachara lam banane wa. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng như sắc hay thinh vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, dạ con đã xong mà con cảm ơn đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Châu đã bút bài ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bồ Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính lễ chư đồng đức tăng, quý bà cô tu nữ, kính lễ thầy kinh cùng lễ đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ, con đang ở ngoài công viên đó, đôi khi có những âm thanh nó hơi động thì con cố gắng đọc rất là chậm. Dạ. Jora Bimutta Nam Chapana. Cho con đọc lại tại con kinh thế này. Dạ.
Alam banasang kahu tóc yếu về đối tượng cảnh động ba. Dora bimutta bimutta nan chắc bát na pati san thi pha văn gạ chữ thi sang kha ta nang chắc bị thầm bị yết thả sam pha văn ye phiêu ye na pha văn ta rè chắc và đa gạ hi tăng bát chấp bát nang át ti tăng ban nhất ti phù tăng và cầm măng cầm mani mít tăng gắt ti ni mít tạ sầm mắt tăng a lâm bát năng hồ ti. Trong này khó thấy quá. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hồ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái sanh. Tề sự chắc khu huynh nhắc nhà đi nít chắc thắc ca măng rù bà đi ê kê ca lâm bà nà nê vã mô nữ Mano mano tha tha tut ti kang pana ru pa di pan cha lam panang se sa nika ma pa cha ra pi pa ka ni ha sa na chit chit tan cha ti sap pa tha pi ka ma pa cha ra lam pana ne va. Trong những loại tâm này, nhận thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ương duy nhất như sắc hay tinh hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, nhân quả thuộc dục giới còn lại và tiểu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con xin xuống bích tạc. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con cháu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. Cảm ơn cháu Nguyễn, cảm ơn Như Quỳnh đã cho chị biết tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Dạ con cảm ơn sư. À làm Bana Sang Ga Hồ tác yếu về đối tượng cảnh đoạn ba. Đoà ra vi mút tà nàng cha pa na pa ti sàn thi pha hoàn gá chú ti sàn khà tà nàng cha pi thần pi ya thà sàm pa hoàn dê phùy dê na pha hoàn ta rê cha đoà ra gá hi tàng bác chú bàn nàng á tì tàng bàn nhắc ti phù tàng hòa cam măng cam ma ni mít tăng ga ti ni mít ta sam ma tăng a làm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề su chắc khu huỳnh nhà nà đi ni yá thắc ca măng rù bà đi ê kê cà lầm bà nà nê quá má nô thà tút tít càng bá na rù bà đi bàn trà làm bá năng xê xà ni ca mà quá chá ra quý bà cà ni há xá na chít tàn trà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá ra làm bá nà nê quá. Trong những loại tâm này, nhận thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiểu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới.
Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Thầy. Đây, sa thứ, sa thứ. Dạ. Quý vị nghe rõ không? Alo. Rồi, bây giờ bắt đầu tiếp tục chúng ta đi vào bài học. Thì trước khi học tiếp thì mời Nguyên Như lên đọc cái bài học vừa rồi, đọc bài học từ nhóm A đó, nhóm A từ 1 đến 6. Đọc nhớ xong rồi chúng ta mới có cái trớn để mình học tiếp tục được. Và mời Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Thầy giá, và con xin tuân lệnh của thầy giáo ạ. Dạ con xin đọc cái bài hôm bữa mình học là ngày 28 tây tháng 8 năm 2020, nhóm A từ 1 tới 7. Từ 1 tới 5 có sắc, thinh, khí, vị, xúc. Rupa rammana, sattha rammana, gandha rammana, rasa rammana, potthappa rammana. Nhất định thì có hai tâm. Lại tức là nhãn thức hai tâm, nhĩ thức hai tâm, tỷ thức hai tâm, thiệt thức hai tâm và thân thức hai tâm, tức là từng cặp. Thí dụ cặp nhãn thức chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng, cho nên được gọi là nhất định. Cặp nhĩ thức chỉ duy nhất biết được cảnh thinh, không biết cảnh nào khác, cho nên được gọi là biết cảnh nhất định. Cứ như vậy mà tiếp tục tới thiệt thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, nên được gọi là biết cảnh nhất định. Hai tâm nhãn thức chỉ biết cảnh sắc, hai tâm nhĩ thức chỉ biết cảnh thinh, hai tâm tỷ thức chỉ biết cảnh khí, hai tâm thiệt thức chỉ biết cảnh vị và hai tâm thân thức chỉ biết cảnh xúc. Không nhất định thì có 46 tâm, tức là 44 tâm dục giới, vì 54 tâm dục giới mình trừ đi ngũ song thức là thành 44, và cộng với hai tâm thông thành ra là 46. Năm 14 tâm dục giới thì gồm có 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, 24 tâm tịnh hảo. 8 tâm vô nhân, tự vì mình lấy 18 mình trừ đi cái ngũ song thức thì ra là thành 8 tâm vô nhân. Biết năm cảnh này không nhất định là gồm có 46 tâm. Năm cảnh thì mình nói rõ ra, tức là sắc, thinh, khí, vị, xúc, tức là năm cảnh. Cái này thầy giảng là con đọc luôn cho quý vị nha thầy. 12 tâm bất thiện gồm có 8 tham, 2 sân, 2 si. Tại sao được gọi là biết cảnh không nhất định? Vì biết cảnh ngũ và biết cảnh pháp luôn tùy theo lộ tâm. Vừa biết cái này vừa biết cái kia luôn, cho nên mình gọi là không có nhất định. Rồi tới 8 cái tâm vô nhân gồm có 2 tiếp thâu, 3 quan sát. Rồi tới kháng ngũ môn, kháng ý môn và ứng cúng vi tiếu. Ba ý giới, tại sao biết cảnh nhất định? Theo lộ trình tâm, khi mà cảnh sắc đến soi chiếu làm cho cái dòng tâm thức rúng động thì tâm kháng ngũ môn nó sanh lên để biết cảnh sắc. Nếu biết đối tượng thuộc cảnh thinh thì kháng ngũ môn cũng sanh. Cũng tương tự như thế thì có cái cảnh vị rồi cảnh xúc. Kháng ngũ môn nó bắt được năm cảnh cho nên được gọi là bất định. Khi mà tâm ngũ môn sanh làm duyên cho ngũ song thức sanh lên, rồi diệt xuống nhường cho hai cái tâm tiếp thâu nó sanh lên. Ba ý giới bắt cảnh nào cũng được, cho nên được xếp vào nhóm cảnh bất định. Tới ba tâm quan sát, khi mà cảnh đến kháng ngũ môn, rồi cái nhãn thức nó sanh lên, rồi đến tiếp thâu nó sanh lên, thì tới tâm quan sát bắt được một trong năm cảnh, cho nên được gọi ba tâm quan sát này là bắt cảnh nhất, bắt cảnh bất định. Về tới cái tâm kháng ý môn, trong cái lộ ngũ môn thì bắt được cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, bắt luôn được cả năm cảnh. Còn trong cái lộ ý môn thì bắt được cảnh pháp. Kháng ý môn này bắt cả sáu cảnh, vừa năm cảnh của lộ ngũ môn, vừa cảnh pháp của lộ ý môn, cho nên được gọi là bắt cảnh nhất định. Tới cái ưng cúng vi tiếu, biết cả sáu cảnh nên gọi là không nhất định.
hai tâm thông, cũng biết cả tất cả là sáu cảnh nên gọi là không nhất định. Tổng cộng thì chúng ta có 48 tâm, biết cảnh nhất định thì có hai tâm, và biết cảnh không nhất định thì có 46 tâm. Thứ sáu là cảnh ngũ, Pancaramana, tức là gồm cả năm cảnh lại. Thành ra mình có cảnh ngũ chung với nhau đó, gồm cả năm cảnh. Thứ nhất, nhất định thì có ba ý giới. Ba ý giới thì gồm có hai tiếp thâu và một kháng ngũ môn, bắt được năm cảnh cho nên được gọi là biết cảnh nhất định. Cảnh ngũ không nhất định thì có 43 tâm, 41 tâm dục giới, tức là trừ ra 51 tâm thì mình trừ ra ngũ song thức và trừ ra ba ý giới. Thành ra mình còn 54 trừ 10 trừ 3 còn 41, và cộng thêm hai tâm thông, thành ra tất cả là có 43. 41 tâm dục giới thì gồm 12 tâm bất thiện, 5 tâm vô nhân và 24 tâm tịnh hảo. Cộng với hai tâm thông là thành 43 tâm, vì biết cảnh ngũ và cảnh pháp luôn. Tổng kết là có 46 tâm, biết cảnh nhất định có 3 tâm và biết cảnh không nhất định có 43 tâm. Dạ con đã đọc xong, con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần cảnh ngũ, là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết nhất định và biết không nhất định. Quý vị cũng đã nắm được cơ bản những cái pháp này ha. Rồi bây giờ chúng ta đi qua tới số 7 là cảnh pháp. Cảnh pháp. Tamaramana. Cảnh pháp. Tamaramana. Cảnh pháp. Nghe rõ không vậy quý vị? Alo. Cô thư ký nghe rõ không? Rõ ha? Ok. Rồi, cảnh pháp ha. Bởi chúng ta vô là cảnh pháp số 7 là cảnh pháp. Thì giờ mình định nghĩa cảnh pháp này ha. Tất cả những cảnh nào ngoài cảnh ngũ. Ghi cái câu là tất cả những cảnh nào ngoài cảnh ngũ ra đều là cảnh pháp. Tất cả những cảnh nào ngoài cảnh ngũ ra đều là cảnh pháp. Rồi, như vậy cái ý nghĩa của chữ cảnh pháp là tất cả những cảnh nào mà nó ngoài cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, ngoài năm cái cảnh đó ra thì được gọi là cảnh pháp. Thì cái chữ cảnh pháp này là cái chữ pháp này dùng một cái ý nghĩa rất là đặc biệt ha. Nhiều cách chữ pháp này nó nhiều ý nghĩa lắm. Thì Phật pháp cũng là pháp, rồi pháp này pháp kia cũng là pháp. Rồi giờ cảnh ngoài cảnh ngũ ra thì người ta cũng dùng chữ pháp. Cho nên tất cả những cảnh nào ngoài cảnh ngũ ra đều là cảnh pháp. Rồi xuống dòng phân loại có 6, 2 chấm. Tức là cảnh pháp phân ra được có 6. Cảnh pháp phân loại có 6, 2 chấm. A nhỏ, năm sắc thần kinh. A nhỏ, năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Năm sắc thần kinh. Và B nhỏ, 16 sắc tế. 16 sắc tế.
16 sắc tế. Rồi, bây giờ 16 sắc tế là những sắc nào đây? Quý vị có còn nhớ hay không? Alo. Để nghe thử coi. Học nghe còn nhớ không? 16 sắc tế. Nước, rồi một cái nước chính xác. Rồi gì nữa? Hai sắc tính, đúng rồi, chính xác luôn. Hai sắc tính là có gì USA nữa, có nước Mỹ trong đây nữa. Hà có USA. Nước Mỹ. Hai sắc tính, sắc ý vật. Rồi. Là gì nữa? Sắc ngoạn quyền. Rồi, ok. Chính xác. Sắc vật thực. Rồi, ok luôn. Sắc hư không. Chính xác luôn. Sắc kinh du thất nghiệp. Rồi, gì nữa? Hai sắc quỷ trí. À, hai sắc quỷ trí, thân quỷ trí, khẩu quỷ trí. Rồi, như vậy là chúng ta có 16 sắc tế là gì? Đó, sinh tướng dị diện không có. Sinh tướng dị diện không có tính vô. Bỏ cái sinh tướng dị diện qua nha. Sinh tướng dị diện không có. Rồi, bây giờ mình ghi 16 sắc tế nè. Ghi cho nó theo thứ tự đàng hoàng ha. Nước. Hai sắc tính. Sắc ý vật, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không, hai biểu tri, ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng luôn, ghi luôn, bốn sắc tứ tướng luôn, cho nó đầy đủ luôn, bốn sắc tứ tướng, sorry, bốn sắc tứ tướng luôn, tại vì mặc dù nó là sự diễn tiến của sắc thôi, nhưng mà mình cũng tính vô luôn, cho nó thành 16 sắc tế luôn. Nước, sắc tính, ý vật, mạng quyền, vật thực, sư công, hai biểu tri, ba sắc đặc biệt, cộng bốn sắc tứ tướng luôn. Rồi có 16 sắc. Rồi, như vậy là mình có cái B là 16 sắc tế ha. Rồi C là tâm. C là tâm. Tâm mà tính tâm tính gọn có nhiêu tâm quý vị? Tâm tính gọn có nhiêu? 8921. Gọn nữa, nhiêu gọn nữa là 1 đúng rồi, xa thứ xa. Tính gọn nhất là 1. À, tính gọn trung bình là 89, tính rộng ra là 121 tâm. À, như vậy là C là tâm. C là tâm. D là tâm sở. C là tâm. D là tâm sở. Sở. Tâm sở có nhiều đây quý vị. 10 tâm sở tà tha, 10 tâm sở tà tha, 12 tâm sở bất thiện và 20 tâm sở tịnh hảo, đúng không? Đúng không? Quý vị lắm rồi, ai lắm là đúng đâu. 13, 14, 25 rồi, xa thứ 13 tà tha, 14 bất thiện, 25 tịnh hảo. Người tưởng nghe nói viết theo thôi mệt luôn. Thường thường người ta hay bị liệu lắm không? Nó hay bị liệu. Ai nói gì kêu mình làm theo. Người tâm sở là mình có 13 tà tha, 14 bất thiện, 25 tịnh hảo. Rồi. Rồi, E là niết bàn. Niết bàn có mấy niết bàn? Rồi. Có một rồi sao có ba đây nè
Không ghi chưa? E là niết bàn, rồi F là khái niệm. Khái niệm có nhiêu đây? Khái niệm có bao nhiêu? Khái niệm có ghi là 13. 13. Khái niệm có 13. Khái niệm là tục đế. Khái niệm là tục đế đó. Rồi, 6, 7, 13, đúng rồi, sao đúng sao nhớ học bài ha, học bài quá quý vị, học bài quá thì rồi xa thấu. Và bây giờ mình đọc lại ha. Là phân loại sắc tế có 5 sắc thần kinh là 1 ha, 16 sắc tế là 2, tâm là 3, tâm sở là 4, niết bàn là 5 và khái niệm là 6, tức là 6 pháp thuộc về phân loại ra thuộc về cảnh pháp. Yeah. Rồi cô thư ký gom lại cái cho gọn đi, cho gọn cho ta để coi đi. Như vậy là chúng ta có được phân loại có 6 ha. Rồi như vậy, trong cái 6 cái pháp này nó có những cái loại tâm biết nhất định và không nhất định. Rồi bây giờ xuống dòng là nhất định hay là biết nhất định, hai chấm. 67 tâm thiền. 67 tâm thiền. Biết nhất định có 67 tâm thiền. Rồi, 67 tâm thiền là tâm nào đâu quý vị, kể thử nghe coi. Đúng rồi, xa thủ giỏi quá ta, công nhận lớp này giỏi, càng ngày càng chính xác ha, chính xác ha. 15 sắc giới, 10 là gì nữa quý vị, 15 sắc giới là gì nữa, 12 sắc vô sắc giới, rồi tiếp theo. Siêu thế là đúng như vậy, chính xác ha, là cộng là đúng không, đúng là xong, đúng xong bảy chưa. Rồi ghi lại gom lại, nhất định biết nhất định có 67 tâm thiền là 27 đáo đại cộng 40 siêu thế. Ghi gọn là 27 đáo đại cộng 40 siêu thế. Đây, rồi ha, đúng ha. Rồi bây giờ tại sao nó biết cảnh pháp nhất định? Tại sao nó 67 tâm này mà nó biết cảnh pháp nhất định? Bây giờ mình lôi xuống từng thằng ha. Bây giờ 15 thằng sắc giới, 15 tâm sắc giới, lôi xuống 15 sắc giới. Bởi vì 15 tâm sắc giới này biết cảnh chế định, tức là nó bắt được cảnh chế định nhất định. Nó biết nhất định là chỉ có cảnh chế định thôi. Thì như vậy 15 năm sắc giới này bắt cảnh chế định một cách nhất định, tức là những cái cảnh mà tục đế, những cảnh chế định đó, để mà luyện tập tu thiền đó, thì 15 năm sắc giới này chỉ bắt được cảnh chế định mà thôi. Cho nên nó được gọi là biết bắt cảnh chế định nhất định. Thì 15 năm sắc giới bắt cảnh chế định, quý vị nắm được này không? Rồi cô thư ký ghi 15 tâm sắc giới bắt cảnh chế định.
là mình do nó được được xếp vào nhóm nhất định ha. Rồi nắm được không? Rồi ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ, cũng bắt cảnh chế định, cho nên nó biết cảnh nhất định, nó biết cảnh chế định nhất định ha, là ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ. Ba không vô biên xứ là không vô biên xứ, quả thiện không vô biên xứ và di tác không vô biên xứ thì gồm lại là ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ là bắt cảnh chế định nhất định luôn. Được chưa? Bởi vì ba cái không vô biên xứ là cái không vô biên xứ thì nó bắt lấy cái cảnh chế định của quan tướng của cái ngũ thiền sắc giới để mà làm đối tượng thì nó thuộc về chế định. Vô sở hữu xứ thì bắt cái sự diệt đi của cái thức vô biên xứ và là nó bắt bắt được cái nó thuộc về cảnh chế định luôn. Thì như vậy ba không vô biên xứ và ba vô sở hữu xứ đều bắt cảnh chế định cảnh nhất định, là không, ngoài ra nó không biết cảnh nào khác. Như vậy 15 tâm sắc giới, ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ chỉ biết một cảnh duy nhất của nó mà thôi. Nó không biết những gì khác ngoài ra. Cho nên được gọi là biết cảnh pháp chế định, thuộc về pháp chế định một cách nhất định. Rồi. Quý vị nắm được mà nắm được cho biết về. Vì cái pháp ngũ thiền đây. Tâm ba cái không vô biên xứ, cái đối tượng của nó là nó bắt lấy quan tướng của ngũ thiền, chứ không phải là nó bắt cảnh pháp ngũ thiền, bắt lấy cái quan tướng là thuộc về cái đó, cũng là thuộc về chế định luôn. Nó chỉ là do cái chế định mà ra thôi ha. Thì đó là lấy cái đó thì nó bắt cảnh đó thôi, cảnh chế định thôi. Cho nên nó không có thật, nó chỉ là pháp đặc để. Thì như vậy là những pháp này 15 sắc giới, ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ cũng bắt cảnh chế định hết, toàn bộ là cảnh chế định, nó không được bắt được cảnh chân đế, cho nên nó chỉ biết là biết được cảnh chế định mà thôi. Rồi tiếp tục là ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng phi phi tưởng xứ bắt cảnh chân đế nhất định. Vô sở xứ học rồi giờ quên hả? Vô sở xứ thì một là nó bắt cái không vô biên xứ, nó bắt cái mà về không vô biên xứ, nó suy nghĩ thì không 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 là cho cái không nó là không có, là vô xứ, hoặc là nó bắt lấy cái sự diệt của cái thức vô biên xứ, cái vô xứ vừa diệt mất thì cái động ảnh suy nghĩ tới cái vấn đề mà không có chi không có chi, thì gọi là bắt cảnh chế định, đó là do tưởng tượng do suy diễn, thì đó là bắt cảnh chế định. Rồi bây giờ tới ba thức vô biên xứ nè, ba phi tưởng phi tưởng xứ nè, thì hai cái tâm này nó bắt cảnh chân đế nhất định, tức là nó không có bắt được cảnh thực đế mà nó bắt cảnh chân đế. Dù ba cái thức vô biên xứ bắt lấy cái tâm của không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ là tu tập rồi là xong, cái tôi tu qua thức vô biên xứ, thì ba cái thức vô biên xứ này, cái thức vô biên xứ này lấy đối tượng là cái tâm, cái tâm của không vô biên xứ, nó lấy cái đối tượng đó làm đối tượng để tu tập, thì như vậy cái đó là tâm, thì tâm và tâm sở đó, thì nó thuộc về chân đế, thì thức vô biên xứ bắt đối tượng là chân đế, là duy nhất, nó chỉ bắt được cảnh đó duy nhất cảnh chân đế. Rồi ba phi tưởng phi tưởng xứ thì nó bắt lấy đối tượng là vô sở hữu xứ, nó bắt lấy cái tâm đó, bắt lấy cái tâm vô sở hữu xứ, nó tu tập thành tựu được phi tưởng xứ. Thì như vậy hai cái trạng thái này, ba cái thức quyền xứ, ba cái phi tưởng xứ này, nó bắt cảnh chân đế, tức là nó bắt lấy tâm và tâm sở của hai cái tâm trước đó để làm đối tượng tu tập, thì cho nên nó chỉ bắt được cảnh chân đế mà nó không bắt cảnh chế định. Như vậy là nó biết cảnh chân đế, nó bắt cảnh chân đế một cách nhất định, ngoài ra không biết những cái pháp khác, từ pháp mà cảnh pháp nó tới sáu loại đó. Bây giờ nó bắt được con cái này thôi, nhất định chỉ có một thôi. Được chưa? Bây giờ có nắm được cái này không? Alo.
rồi lại ha. Rồi bây giờ ghi ở đây là chi vậy? Ba thức vô biên xứ, rồi ghi được ha. Ba thức vô biên xứ, một lần nữa ha. Ba thức vô biên xứ thì bây giờ khi mình tu, người người tu tập mà về vô tâm vô sắc á, thì không vô biên xứ trước gì, không vô biên xứ, xong rồi mới tới thức vô biên xứ, rồi mới tới vô sở hữu xứ, rồi tới phi tưởng xứ. À, tức là có bốn cái tầng thiền của vô sắc như vậy, sơ nhị tam tứ ha, có bốn cái. Thì bây giờ ba cái thức vô biên xứ này là cái thứ nhì đúng không? Không vô biên xứ là thứ nhất, ba thức vô biên xứ là thứ nhì. Thì một người tu tập ba cái thức vô biên xứ đó, tu tập thức vô biên xứ thì người ta bắt lấy cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng. À, nó quán chiếu ngược, bắt lấy cái tâm không nguyên xứ làm lấy đối tượng, thì ta niệm cái không nguyên xứ đó, thì cái không nguyên xứ đó là tâm, thì nó là thuộc về thức, à, thì được gọi là thức vô nguyên xứ. À, thì như vậy ba cái thức vô nguyên xứ này, thức là tâm mà, thức là tâm luôn, thì nó bắt với cái tâm trước đó làm đối tượng để niệm tu tập thành tựu, được gọi là thức vô nguyên xứ. À, nắm được chưa? Là lấy cái tâm mà, thì cái tâm là thuộc pháp chân đế. À, bắt lấy cái tâm thuộc về pháp chân đế. Rồi ba phi tưởng phi vi tưởng xứ thì nó bắt lấy cái tâm trước đó là gì? Vô sở hữu xứ. À, cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng, thì đối tượng của phi tưởng phi tưởng xứ là thức là vô sở hữu xứ. À, khi nó bắt vô sở hữu xứ thì nó bắt lấy cái tâm của cái vô sở hữu xứ đó, à, làm đối tượng để mà tu tập và thành tựu được phi tưởng xứ. Thì như vậy ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng xứ bắt lấy tâm của đối tượng làm đối tượng, bắt lấy tâm làm đối tượng, thì như vậy là nó chỉ bắt được cảnh chân đế. À, nó bắt cảnh chân đế chứ nó không có bắt cảnh tục đế. Thì như vậy nó chỉ biết cảnh chân đế một cách nhất định, không có gì ngoài ra cái đó hết. Được chưa? Nắm được chưa? Dễ ủi, có gì là khó. Dễ ủi. Được không? Rồi, xong ha, được ha, cô Hà, ok chưa? Cô Nguyên Trang đã im ru rồi. Cô Nguyên Trang đã im ru, không thấy nói gì. Dạo này sao tịnh khẩu, sao hiền quá. Hiểu không? Tôi thiệt quá mà, nên ra không dám nói nhiều ha. Tốt quá trời. Được chưa? Rồi, tiếp theo là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế này bắt lấy cái gì cái gì? Cảnh pháp nó thuộc về cái gì? Niết bàn, đúng rồi. 40 tâm siêu thế duy nhất chỉ có đối tượng là niết bàn. Thành ra 40 tâm siêu thế được xếp vào nhóm nhất định. À, cho nên đó là cái vấn đề mà tại sao chúng ta có được những cái nhóm được gọi là nhất định là 67 tâm thiền, vì mỗi tâm thiền nó có một cái đối tượng nhất định của nó. 15 sắc giới thì bắt cảnh chế định, không vô biên vô sở hữu bắt cảnh chế định, thức vô biên phi tưởng xứ bắt cảnh chân đế, mà niết bàn thì siêu thế, 40 siêu thế nó bắt cảnh niết bàn. Thì như vậy nhất định chúng ta có được 67 tâm thiền, và những tâm mà thuộc về thiền thì đều là nhất định hết, có đối tượng duy nhất. À, cho nên đây là cái vấn đề chúng ta thấy là thiền là phải có một cái đối tượng duy nhất, chứ không có thể lan bàn tùm lum tùm la được. Rồi xuống dòng ha, và xong cái nhất định đó, nắm được hết nhất định không, biết cảnh pháp nhất định, đây là chúng ta có được là 67 tâm rồi ha. Rồi xuống dòng không nhất định, giờ tới không nhất định, hồi nãy là nhất định ha, giờ tới không nhất định. Không nhất định có 43 tâm. Có 43 tâm. Là 41 tâm dục giới, trừ ngũ song thức và ba ý giới.
41 tâm dục giới từ ngũ sân thức và ba ý giới cộng hai tâm thông. Rồi, đúng ha. Rồi, 41 tâm dục giới là những tâm nào đâu, quý vị kể dùm coi. Alo. 41 tâm dục giới. Mười hai tâm bất thiện, xà thủ chính xác. Mười hai tâm bất thiện. Rồi. Bao nhiêu tâm vô nhân đây? Tính pháp tới 18. 12 tâm bất thiện. 5 tâm vô nhân, chính xác. 5 vô nhân. Trừ ngũ sân thức là 3 ý giới rồi. À, trừ ra 13 rồi. Rồi còn lại 5 tâm vô nhân. Mà 5 tâm vô nhân là những tâm gì đâu. Kể ra nghe coi. 5 tâm vô nhân. Ba quan sát và nhớ một cái nghi môn Hồng Dung trật rồi, cô Kim Dung trật rồi nha. Đúng rồi, à đúng rồi, ba quan sát cộng kháng nghi môn chứ không có ngũ môn, bỏ không có kháng ngũ môn đó. Kháng ngũ môn thuộc về giới rồi, trừ ra rồi đúng không, thì ba quan sát cộng kháng nghi môn cộng ưng cúng vi tiếu, đúng không? Rồi 24 tình hảo, 24 dục giới tình hảo là dễ ha, 24 tâm dục giới tình hảo là biết ha. Rồi như vậy chúng ta có 41 tâm dục giới cộng hai tâm thông. Bây giờ 41 tâm dục giới là mình lôi xuống cái thằng 12 bất thiện. 12 thằng tâm bất thiện này tại sao biết cảnh pháp không nhất định? Tức là bởi vì nó biết cả sáu cảnh luôn. Nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp luôn. Nó biết luôn cả sáu cảnh. Cho nên 12 thằng tâm bất thiện này biết cảnh pháp không nhất định là lý do nó biết tất cả. Ngoài cảnh pháp ra nó vẫn biết được như thường. À, cho nên 12 tâm bất thiện này biết cả sáu cảnh. Đúng chưa? Quý vị nắm được không? Nắm được cái ý này không? Alo. Nắm được ha? À, dễ ha? Dễ, ủa, dễ hiểu ha? Rồi. À, chút xíu nhờ một vị lên giảng giùm cái này cho tôi coi nha. Rồi. Đây, 5 tâm vô nhân. 3 tâm vô nhân là mình có là 3 quan sát, 1 kháng nghi môn, ưng cúng vi tiếu không? Tao nó biết cảnh pháp không nhất định. À cái này cũng khó nha, cái này không phải dễ nha. Bởi vì 3 cái quan sát này á, như nãy mình học phải 3 cái quan sát này nó biết luôn cảnh ngủ luôn. Đúng chưa? 3 quan sát nó biết luôn cảnh ngủ luôn. Rồi nó biết luôn cảnh pháp luôn, cho nên nó thuộc về nhóm không nhất định. À, rồi kháng nghi môn cũng vậy, nó biết luôn cả sáu cảnh luôn. Ưng cũng vì thế cũng vậy, cho nên năm tâm vô nhân này biết cả sáu cảnh. À, cho nên nó vừa biết cảnh ngủ và nó biết luôn cả cảnh pháp luôn. Cho nên được xếp vào nhóm không nhất định. Đúng chưa? Rồi, đúng rồi, sao đó là. Rồi 24 tâm dục giới tịnh hảo thì dễ hiểu ha, 24 tâm dục giới tịnh hảo này là biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp luôn. 24 tâm dục giới tịnh hảo biết cả cảnh luôn. À, nó biết đầy đủ cả sáu cảnh, trong lộ tâm ngũ môn của nó cũng có, lộ tâm ý môn nó cũng có luôn.
Thì như vậy 24 tầng giới tịnh hạ biết cả 6 cảnh. Thì như vậy tổng cộng là chúng ta có được là 110 tâm. 110 tâm. Tổng thứ có phải quý vị? Phải 110 không? Nhất định thì mình có nãy là nhiều 67 tâm thiền. Mà không nhất định thì mình có 43. Tổng cộng là mình có 110 tâm. Đúng ha? Rồi, chính xác, đúng như vậy. Thì như vậy, đối với cảnh pháp là những cái cảnh mà ngoài cảnh ngũ ra, thì nó có những cái loại tâm cho chúng ta biết là biết về những cảnh pháp là nhất định là 67 tâm thiền, là gồm 27 tâm táo đại, 40 tâm siêu thế, là biết cảnh một cách nhất định. À, mỗi một loại thiền nó bắt một loại cảnh định của nó, cho nên được xếp vào nhóm nhất định. Còn không nhất định là những cái tâm thuộc về dục giới và 41 tâm dục giới cộng 2 tâm thông. À, thì 43 tâm này nó biết cảnh pháp không nhất định, bởi vì nó vừa biết cảnh pháp mà nó biết luôn cả cảnh ngũ. Thì như vậy cho chúng ta biết là tất cả những cái tâm mà biết được cảnh pháp một cách nhất định và không nhất định, tổng số chúng ta có được là 110 tâm. Đúng không ha? Rồi, chính xác ha. Rồi, bây giờ có một câu hỏi để quý vị nói thử đây nha. Bây giờ tại sao mà 12 tâm bất thiện biết được cả 6 cảnh? Ai lên giải thích giùm không? Ai giơ tay tình nguyện không? Tại sao 12 tâm bất thiện mà nó biết được 6 cảnh? Rồi, mời Quỳnh Lý rồi nha. Dạ Nam Mô Bụt Đa, dạ Nam Mô Tham Mai, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Số con xin kính lễ Ban Ngôi Tam Bảo, xin kính lễ chư quý sư tổng quát, xin chào thầy Kiên và toàn thể đạo tràng. Dạ, tâm bất thiện thì con lấy ví dụ như là tâm tham. Tâm tham thì chúng ta dính mắc vào những cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Thì cái điều này thì chắc cũng dễ hiểu rồi. Và ngay cả cảnh pháp thì thích những cái bản nhạc, thích những cái cảnh xúc chạm, thích những cái hình ảnh, những cái hình sắc mà thích đó đó, về có thể tưởng tượng lại, nghĩ lại, nhớ lại và mộng mơ về nó, thì cái đó nó cũng thuộc về cảnh pháp mà thì đương nhiên là tâm tham nó biết luôn cả 6 cảnh. Thì sân cũng vậy, khi mà bất tương ưng, bất tội nguyện với những cái cảnh nào thuộc về khi mà năm cảnh ngũ nó đưa vào, thì suy nghĩ về nó và cũng không ưa thích thì cũng có thể làm được điều đó, cho nên tâm sân cũng biết luôn 6 cảnh, kể luôn cảnh pháp. Và tâm si cũng như vậy, khi mà lấy ví dụ như si hoài nghi một cái cảnh nào đó không rõ ràng, không nhất định, chưa có quyết đoán, không biết về nó, nhưng mà khi mà chưa có, lấy ví dụ như bài học hôm nay mà nghe thầy giảng xong rồi chưa hiểu thì nó có si hoài nghi nó sanh lên, nhưng mà về chưa kịp hỏi bạn, trong đầu cứ việc suy nghĩ về nó hoài, thì cũng là một cái cảnh pháp mà si biết được. Dạ, tâm si biết được. Dạ, con xin trình bày một cách vắn tắt như vậy. Dạ, con xin hết. Xa thú, xa thú. Rất là chính xác không? Quỳnh Lý là trình bày cho chúng ta thấy là 12 tâm bất thiện nó biết cả 5 cảnh và lẫn cả cảnh pháp, tức là những cảnh bên trong nội phần của mình. Nó biết tất cả. Như vậy là 12 tâm thiện biết cả 6 cảnh, cho nên nó được xếp vào nhóm không nhất định. Rồi giờ 5 tâm vô nhân biết cả 6 cảnh. Rồi giờ mời ai lên, mời một cô nào lên coi. 5 tâm vô nhân tại sao biết 6 cảnh, mời một cô coi. Cô nào tình nguyện đây? Một, hai, ba, thêm ba không có người chỉ định đó nha. Thêm ba không người chỉ định đó. Được chưa? Có ai không? Alo. Mời cô nào giơ tay, cô nào giơ tay.
giờ bài trước bây giờ là kiếm kiếm điểm chứ. Bây giờ mời Nguyên Trang nè, à, Nguyên Trang lâu quá không nghe nói chuyện, mời Nguyên Trang lên nè. Mời Nguyên Trang lên giảng cho rùm thằng hiểu được tại sao năm tâm vô nhân biết được sáu cảnh. Rồi, mời Nguyên Trang vô tao nha. Nguyên Trang rồi. Nguyên Như ha, Nguyên Như lên. Rồi, mời. Dạ thưa thầy, xin mát với thầy là hôm hồi chiều chị Nguyên Trang chỉ mắc nấu xôi để ngày mai tụi con đi thiền, nó thầy thành ra chị bị đuối, nấu xôi rồi ăn nhiều bị đuối. Dạ con xin trả bài là năm tâm vô nhân tại sao biết cảnh pháp không nhất định. Thì trong năm tâm vô nhân thì sẽ có là ba cái thằng tâm quan sát, một cái tầm thằng kháng ý môn và một cái thằng vi tiếu. Thì ba cái thằng quan sát này á, nó biết cả năm cảnh ngũ, rồi nó biết biết luôn cảnh pháp, thì nó gọi là biết không nhất định. Rồi cái thằng kháng ý môn nó cũng biết được cả năm cảnh ngũ, sắc thinh hương vị xúc, và nó biết cả cái cảnh pháp, cho nên nó gọi là biết không có nhất định. Và cái tâm ưng cúng vi tiếu nó cũng biết cảnh ngũ. Và khi mà mình nghĩ về cái khi mà một không phải là mình mà một cái vị a la hán nghĩ về một cái chuyện vui gì đó trong tâm của các ngài, thì cái vị đó cái chuyện đó cũng gọi là biết không nhất định. Khi cái tâm quan sát giống như anh Lý mới nói hồi nãy đó, là khi mà cái tâm quan sát nó biết cảnh ngũ rồi, mà khi mà về cái thuộc về cái lộ mà lộ ý đó, thì đi qua cái phần mà suy nghĩ về những cái tức là nhớ lại cái cảnh sắc đó nè, ghi nhận lại cái cảnh thinh, hoặc là nhớ lại cái phần mà mình đã nếm vị đó, thì cái đó thuộc lại cảnh pháp, thì cái đó cũng là cái đó là biết cái cảnh thứ sáu đó. Rồi còn cái trong cái kháng ý môn thì trong cái lộ trình tâm thì là biết cái cảnh pháp, và trong cái ưng cung vi tiếu á, thì nhớ lại được những cái chuyện mà cái cảnh ngũ nó đã xảy ra rồi mình nhớ lại, thì cái đó là thuộc về cảnh thứ sáu là cảnh pháp. Thì thành ra nên như vậy nên gọi là năm cái tam vô nhân này nó biết cả cái này và nó biết cả cái kia nữa, nên gọi là biết không nhất định thưa thầy. Dạ con xin xuống ạ. Sa thú nhưng mà có con cái trật ha. Có con cái trật. Rồi mời hai lên trình bày dùm nha. Cô nào lên trình bày dùm tại sao ba tâm quan sát lại biết được cả sáu cảnh. Ba tâm quan sát đặt cho nó nha. Rồi mời cô Kim Nhung. Dạ thưa thầy, ba quan sát thì nó làm nhiệm vụ na cảnh, thì nó ở trong có cả lộ ngũ và lộ ý. Còn cái tâm khai ý môn thì nó cũng ở trong lộ ngũ, thì nó làm nhiệm vụ đoán định trước khi vô động lực. Còn nếu trong lộ ý thì nó mở cửa lộ ý. Còn cái tâm ứng cúng vi tiếu thì như Nguyên Như nói ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Sa thú nhưng mà chưa rõ nữa. Ba cái tâm quan sát làm na cảnh. Na cảnh mà biết là sao mới được chứ. nói la cảnh, mà la cảnh là sao mới được. Rồi mời ai đây, ai lên đây. Cô Hà đi. Cô Hà biết, cô Hà cũng rành lắm, học cái gì đó, sư gì quên rồi. Mời cô Hà lên nói thử tại sao ba quan sát mà biết luôn cả sáu cảnh luôn. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp luôn. Phải rồi nào, chưa lên trả bài này, câu này nè, câu ba cái quan sát này nè, kết thúc cái ba quan sát này cho mình xong buổi học rồi. Bài của Hà Lan rồi. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ con, dạ thì con thấy tâm quan sát nó có làm ba nhiệm vụ tục sinh, hộ kiếp và tử, thì những cái lộ này thì nó phải là ở cảnh pháp qua cảnh ý, và nó cũng quan sát, nó cũng nằm trong lộ ngũ luôn, nó cũng quan sát cả sắc thinh hương vị xúc, sắc thinh hương vị xúc luôn, thành ra nó biết không nhất định là như vậy. Giờ con không biết coi sao và na cảnh luôn.
Ra bướu xà thú cũng trúng cũng khá, nhưng mà lên để ý ra cái tâm quan sát đó. Có cái quan sát thọ hỷ đó, không có làm việc tục sinh nha quý vị. Tâm quan sát thọ hỷ nó chỉ là quan sát khi cảnh rất tốt nó mới có tâm quan sát thọ hỷ sanh lên, chứ nó không có làm việc tục sinh nha. Để ý là chỉ có hai cái tâm quan sát thọ xả làm việc tục sinh thôi. Cho nên nó biết được cảnh pháp. Rồi khi trong lộ ngủ thì nó biết được cả ba cái này, trong lộ ngủ cả ba nó mới biết được sắc tinh khi bị xúc. Rồi na cảnh là nó hưởng như tàn lợi của cái cảnh động tốc, của cái bảy sắc la tâm động tốc đó. Còn hưởng lợi cảnh dư của cái tâm động tốc đó thì nó thuộc về cảnh pháp. Thì như vậy là tại ba cái tâm quan sát này nó biết được cả sáu cảnh là lý do như vậy. Lộ ngủ nó cũng có mà lộ ý nó cũng có. Rồi quý vị nắm được chưa? Hello. Nắm được ha. Rồi như vậy tổng cộng là chúng ta có 110 tâm tất cả ha. Rồi như vậy là hôm nay chúng ta học dứt điểm cái phần nhóm A từ 1 đến 7. Tuần sau là chúng ta sẽ học vô nhóm B từ 8 đến 9, nhóm C gì đó, nếu học kịp là học hai nhóm luôn. Rồi do phước báo hôm nay chúng ta học đến đây là cũng vừa phải lẽ. Nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí đồng thời nhau cả thể. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời MC nha. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con kính thay mặt đạo tràng, kính tri ân thầy kinh đã dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Dạ bây giờ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư ạ. Phabhati sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba bhuta nu phabhe na sada sruti phabhang tu te phabhati sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nu phabhe na sada sruti phabhang tu te phabhati sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sangha nu phabhe na sada sruti. Và bằng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thú xà thú xà thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh ti vi hà ra hoa si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tạng ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu bù chi ta so thân ca đoàn tê ta vi hà ra măng đà lê thê ra cha măng cha na hoa ca cha phân kha u sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha ya sa ra samba na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha pa a pha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang ko ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu sam tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu tin sam ba bu nei ya ma tham ma ri yam ba we
Y tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ca dô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta dô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta dô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bạn quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai và Nguyên Như xin kính hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như kỳ viên vào tối thứ hai ở Mỹ cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam chúng ta lại được học những bài về 37 phẩm trợ đạo với sư Pháp Thanh và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.